C-Watt Authentic. Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của C-Watt Authentic. Trao chữ tín, sống trọn đam mê và em là Long Time. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu và chia sẻ với anh em một cái sản phẩm mới về bên em. Một chiếc đồng hồ mà em đã tìm kiếm rất lâu rồi và nó cũng thật sự là rất là đẹp và rất là hiếm trên thị trường nữa. Đây, một cái form dáng như những chiếc Bovet hay là những chiếc đồng hồ xa xỉ phẩm đến từ Thụy Sĩ. Một chiếc Epos lên cót tay. Em đã thích chiếc này rất là lâu rồi và đã tìm kiếm nó để hôm nay mang về đây chia sẻ với anh em. Chắc là em sẽ trải nghiệm nó một thời gian bởi vì đây là một cái chiếc đồng hồ rất là thích. Đó, anh chị em thấy không? Một cái siêu phẩm được thiết kế với những cái đường lộ cơ tỉ mỉ, đẹp mắt. Và cái điểm đầu tiên để mà em muốn nói về chiếc này ấy, là nó cái form dáng của nó rất là đẹp, rất là đặc biệt. Và nó sẽ chắc chắn là không phù hợp với những em anh em tay to đâu. Anh em cổ tay trong khoảng 15,5 như em đổ lại thì hãy mới nên lựa chọn chiếc này. Đó, bây giờ thì em sẽ tháo ra và chia sẻ kỹ hơn với anh em về chiếc Epos rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Chiếc này thì nó đang đi cùng với bộ dây da về nó. Tất nhiên là dây này nó không được hợp cho lắm. Em cũng đang đặt cho nó một bộ dây mới. Khi nào mà bộ dây mới về ấy, mà ai có canh mua thì em sẽ tặng luôn bộ dây mới nhá. Bởi vì là đằng nào thì em cũng đã đặt nó rồi. Đặt về để chơi đã. Bởi vì nó đẹp quá, nó tinh tế quá, rất đẹp. Một cái thiết kế mà của những chiếc đồng hồ xa xỉ phẩm. Đây. Đầu tiên phải nhắc đến là cái form dáng của nó rất là lạ. Chiếc đồng hồ này chỉ có đường kính bề mặt là 34mm thôi anh chị em nhé. Chỉ có 34mm thôi. Nhưng mà cái phần lắc tu lắc này nó làm rất đặc biệt. Đó, thế nên là nó đeo trên tay nó cũng không nhỏ lắm đâu. Và nó là một cái phụ kiện rất tuyệt vời và thật sự là đặc biệt. Ai thích những cái sản phẩm đồng hồ đặc biệt như thế này, rất hiếm như này, thế nên là một cái sản phẩm em nghĩ là nên chơi, đáng chơi. Đầu tiên thì chiếc này sẽ là một chiếc máy cót tay. Một chiếc đồng hồ cót tay nó có cái gì đó kinh điển và nó cổ điển hơn rất là nhiều. Đây, một chiếc đồng hồ cót tay thì nó thu hút bởi cái việc là nó sẽ không có cái quả văng hình bán nguyệt ở đây che mất những cái chi tiết máy mà chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ. Anh em thấy xem này, toàn bộ cái bộ máy luôn, tất cả những cái chi tiết cơ khí tuyệt vời ở đây. Đó, một cái form dáng rất là cổ điển sang trọng. Em sẽ rút núm ra này. Đây, để em chỉnh giờ cho anh chị em xem nhé. Đó, chúng ta sẽ quan sát được toàn bộ những hoạt động rất là sinh động ở đây mà chỉ những chiếc đồng hồ cót tay mới cho phép chúng ta làm được quan sát được nhiều đó. Bây giờ em sẽ đóng lại nó và khi em lên cót này, anh chị em thấy ạ, lực sẽ được truyền và nén vào cái phần ổ cót ở đây. Một chiếc đồng hồ cót tay này thật sự là nó rất là bền nếu như mà anh em chị em sử dụng đúng cách và bảo dưỡng nó theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất khoảng 2 năm một lần thì nó sẽ chạy rất ổn. Chiếc này được trang bị kính sapphire nguyên khối cả hai mặt trên và dưới. Một cái sản phẩm cao cấp thật sự đến từ Epos và nó mang trong mình những cái chi tiết rất là cổ điển. Ví dụ như là kim, nó kim lá rất thanh mảnh. Đây là bộ kim nung xám đen rất đẹp mắt và những cái phần chi tiết máy lộ ra này, đó được khắc các cái đường vân và được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất là cao. Ở đây chúng ta có thể quan sát được balance wheel hay chính là bộ cân bằng hay là trái tim bộ máy ở đây. Phía dưới thì chúng ta sẽ có ngựa thoát đó và những cái hệ thống bánh xe, bánh răng và ổ cót. Đây là cái phần hệ thống núm đó, rất tuyệt vời, rất sinh động. Anh em xem cái phần trái tim bộ máy này được hoàn thiện, độ hoàn thiện rất cao cấp. Đây chính là cái viên chân kính to nhất của bộ máy, màu hồng ánh tím cực kỳ là quý giá. Đó, bộ máy phải nói là nghệ thuật tuyệt tác và đeo trên tay nó cảm thấy sướng, rất là sướng, nó rất là tuyệt vời. Và nó thật sự là chiếc này em đảm bảo là trên thị trường Việt Nam bây giờ chắc là rất khó kiếm chiếc thứ hai, em khẳng định luôn. Đó, bộ thoát con ngựa này rất là phê. Rồi, ở phía sau này thì chúng ta cũng có thể quan sát cái bộ máy ở phía sau được làm cũng rất là đẹp. Đây, các cái hoa văn được khảm rất là tinh tế ở đây. Sử dụng kính sapphire này. Đấy, đồng hồ sẽ làm hoàn toàn bằng thép đúc đặc không gỉ, thép 316L, chất thép cao cấp đến từ Thụy Sĩ. Đây, chống nước ở 33 tương đương 30m, quần núm quả quýt rất là cổ điển. Đấy, và cái form này, cái form dáng của cái chiếc đồng hồ chúng ta rất là đặc biệt luôn anh chị em nhé. Đó, đi cùng với đồng hồ chúng ta sẽ có một bộ dây da size 16-18 khóa zin của Epos ở đây.
Em sẽ lại lên tay một lần nữa để anh chị em có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc này. Cổ tay lý tưởng nhất để chơi chiếc này thì rơi vào khoảng 14 đến 16 là anh em đã có thể đeo chiếc này rồi. Đây. Tất nhiên là nó không dành cho tất cả mọi người đâu. Nhưng mà ai đã lựa chọn chiếc này ấy, thì chắc chắn đây là một người đặc biệt. Chất thép rất sáng, bộ máy tuyệt vời, làm hoàn thiện đẹp đỉnh cao, cực mỏng. Đó, mỏng chỉ 6,5mm cho một chiếc đồng hồ cơ thôi. Kính sapphire, thiết kế đẹp, tuyệt vời. Chiếc này thì hàng siêu hiếm và em đang có một chiếc duy nhất, cam kết hàng chính hãng 100% để giao lưu với anh chị em chiếc này. Em đang giao lưu mức giá rất là tốt thôi, 13.800.000 cho chiếc AirPods Skeleton này. Rất đẹp mắt. Sẽ có bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời và cam kết hàng chính hãng 100% cho anh chị em muốn sở hữu chiếc này. Đồng hồ ta có sẵn tại Siwat, thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên. Anh chị em có nhu cầu có thể đến để lên tay trực tiếp. Anh chị em ở xa muốn mua sản phẩm, hãy cọc cho em 10% giá trị sản phẩm. Em sẽ gửi hàng tận nhà để em kiểm tra nhận hàng thanh toán. Ngoài ra anh em muốn bán những cái sản phẩm đồng hồ không dùng nữa, hãy liên hệ với em với số Zalo 0973 816072 nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào video tiếp theo.